câu hỏi 4 cộng 5 bằng bao nhiêu đi? Bằng 9 đúng rồi. Thế bây giờ thầy đến 9 và trừ đi 2 thì còn bao nhiêu đi nhỉ? Bằng 7 đúng rồi. Thầy mình pin phải chỗ nào? Sau có tính nhân, K là phần tính gì cho thầy nào K? Bốn nhân hai bằng bao nhiêu cái? Đấy chưa? Thế 4 nhân 2 bằng cao trở lại được không? Thế cao vào nhà có học bài không? Không học. Thôi thường mà cao về chỗ. Như vậy bạn cao của chúng ta hôm nay đi học không thuộc bài. Bạn nên nhận xét bạn cao như vậy xứng đáng được mấy điểm đi? 1 điểm. Bạn cao đây xấu hổ không? Điều không thuộc bài chỉ xứng đáng từ điểm kém thôi. Tại sao về nhà em còn có học bài trước khi đến lớp? Ca ngại rõ chưa nào? Thế bây giờ bạn ca không trở lại được. Thầm mấy bạn nuôi được bảng chẳng hơn cao nào đâu. Thế nên 4 nhân 2 bằng bao nhiêu đâu? Bằng 8 đúng rồi. Bây giờ bọn như là bên thầy muốn bài quá. Không rồi. Thầy có 8 cần mở, thầy chia cho 4 bạn. Hỏi mấy bạn là con nó quyển đâu? 2 cái tính rồi. Bây giờ tại sao mời một vị khán giả kiểm tra chúng ta một phép tính nha. Xin mời quý vị khán giả bằng kém nào cho phép tính cộng, trừ, nhân và chia cho phạm vi 10 để kiểm tra như chú chó của chúng tôi. Mời quý vị nào cho chúng ta phân tính 10 chia 5 bằng bao nhiêu bin? Bật tính là rõ câu hỏi. Quý vị nào cho chúng ta phân tính 10 chia 5 bằng bao nhiêu? Xin cảm ơn quý vị khán giả. Như vậy bài của chúng ta hôm nay thầy cho tạm dừng ở đây. Bạn ca nhớ về học bài của ôn bài trước khi đến lớp. Bạn ca nhớ rõ chưa nào? Bây giờ thì yêu cầu xếp hàng để chúng ta ra về.